Yes. Trận thi đấu bản lề trong xê đầu thứ 3. Bãi quả đầu, vâng, như vậy là bãi quả đầu là 7 cây dành cho khủng long. Ở trận thi đấu trước thì khủng long đã thi đấu rất cố gắng, nhưng mà anh lên đời chậm hơn Gunny, vì thế cũng không thể gỡ ra được nhiều. Trận thi đấu mà hai game thủ phải ăn tranh với nhau, và khủng long đã không kích đời được ổn định như Gunny, và anh đã phải nằm sàn với những turn op rất là quyết liệt của Gunny. Trở lại với trận thi đấu này thì nhà của khủng long nền đất đang là xanh mượt, đã thấy ba hiêu đầu rồi, ít nhất là có 6 con dành cho khủng long. Thấy luôn có quả phụ dành cho anh, như vậy là ba hiêu đầu là 7 con. Cố gắng đưa những con hươu về nhà chính của mình thật nhanh, khi mà đây là một bãi hươu cũng không quá gần. Những cánh rừng đang là những thứ mà khủng long đang cần nhất ở trận thi đấu này, khi mà nhà của anh vẫn không thấy quá nhiều rừng, mặc dù anh đã đi dò cũng là khá rộng rồi, mới chỉ thấy có một cánh rừng dừa ở vị trí khá là xa. Thêm một bầy hiêu phụ nữa dành cho khủng long. Đồ thì đã là đủ, nhưng mà bài của anh về thế nhà thì là không ổn cho lắm. Liệu sẽ có một trận thi đấu mà khủng long quyết định dâng A không? Vẫn đang cố gắng đưa những con hươu cuối cùng của bầy hươu đầu về nhà chính của mình. Sẽ là một, vâng, như vậy là con dân đi dò đã chết bởi con sư tử, rất đáng tiếc dành cho khủng long. Hai trận đấu liên tiếp mà anh đều chết dần do gặp phải sư tử. Như vậy là con hươu vừa rồi đã chết lỗi rồi. Chiếc BS thứ 2 dành cho khủng long. Một chiếc BS cũng khá đẹp. 27 dân dành cho anh, và anh kích đời ở 837 của Assyrian. Thêm một đôi voi ở xa nữa dành cho khủng long. Như vậy là khủng long quyết định ăn hoang một bãi quả phụ thứ hai. Một trận thi đấu mà khủng long có rất nhiều đồ ăn hoang, và anh có quyết định dâng A không, khi mà thế bài của anh là khá rộng. Dâng A ở trận thi đấu này thì sẽ hợp lý hơn. Xe dò nên cắm cờ để tìm nhà của Gunny.
Thomas. 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 Khủng long lại quên đóng BB rồi. Hai trận thi đấu liên tiếp anh đều quên đóng BB. Thiếu một chút gỗ dành cho khủng long. Vâng, như vậy là đã thiết kế được BA dành cho riêng mình. 28 dân của AC và 10-33 mới có thể kích đời. 11-33 xin lỗi. Nhà Gunny trận thi đấu này là ở góc 9 giờ. Thêm một bãi quả phụ để cho khủng long có thể ăn hoang. Cắt dân lên luôn bãi quả phụ đó. Và bây giờ sẽ là chiếc BS thứ 3 dành cho anh. Lượng thực của khủng long ở thời điểm hiện tại đang là khá nhiều rồi, nhưng anh vẫn quyết định đá một con hiêu về để có thể ăn hoang thêm. Trận này dâng BA và đưa về thế đổi nhà thì sẽ là hợp lý hơn, khi mà nhà của anh là khá xấu và anh lại có rất nhiều đồ ăn hoang. Như vậy là Gunny tiếp tục lên đời sớm hơn, nhưng không quá nhiều. Năm BA dành cho khủng long. Lượng thực của anh bây giờ đang là hơn 500. Một bài rất khỏe dành cho anh và 5 BA tôn cung rờ đầu sóc đều. Nâng luôn chặt gỗ 2 khi sóc tôn cung rờ đầu tiên. Rất phu. Nhưng mà Gunny đã có tôn cung rờ đầu đến và công thẳng luôn vào bãi gỗ của khủng long. Khủng long quyết định én dân rồi. Tiếp tục là bãi gỗ thứ hai Gunny tìm tới. Gunny đang rất thính khi mà dò những bãi gỗ của khủng long ra rất nhanh và anh liên tục phải chạy gỗ. Như vậy là Gunny cũng không phải là một bài đánh chắc nhà. Một bài ăn hoang dành cho Gunny. Không có một chiếc ruộng nào ở nhà chính của anh cả. Đây rồi. Một tình huống mà khủng long đang ăn được dân gỗ của Gunny. Một thế trận mà cả hai bên đều không có nhà. Ai quản lý bản đồ tốt hơn sẽ là người giành chiến thắng thôi. Gunny đang ốp A của khủng long. Và khủng long thì cũng đang có mặt ở nhà BA của Gunny. Khủng long đã bị Gunny đốt những nhà BA của mình. Anh chỉ còn có 4A thôi. Tham lai là 47/44 dành cho khủng long. Đang mid E. Ăn hoang một bầy hiêu ở trên góc 12 giờ. Ai giữ được dân và tích được nhiều cung R hơn người đó sẽ là người chiến thắng. Gunny cũng đang ăn hoang cắp bản đồ. Khủng long bị đốt gần hết nhà BA rồi. Anh chỉ còn có 2 nhà BA thôi. Như vậy trong những turn sắp tới thì khủng long sẽ không thể ra đều được những con cung R của mình. Gunny đã sang nhà khủng long để chặt rừng. Nice, nice.
cần chặt thêm gỗ để xây những nhà BA mới. Như vậy thì anh mới có thể ra đều được quân. Rất nhiều dân Gunny đang làm việc ở chiếc S thứ 2 của khủng long. Vâng, như vậy là Gunny đã xây đến nhà BA thứ 7. Thế trận thì đang ưu hơn một chút cho Gunny, khi mà anh sóc được nhiều cung lờ hơn và vẫn đang có những nhà quân để sóc quân rất là đều. Không nên đấu quân trong tình huống này khi mà cung lờ của Gunny là đông hơn. Gunny đang tụ được rất đông cung lờ. Đứng ở đây thì rất có thể anh sẽ bị bắt quân, khi mà đó là góc không có đường ra. Như vậy là bị bắt quân rồi. Tân cung lờ của khủng long đã bị bắt gần hết và khó cho anh khi mà Gunny đang tụ được rất nhiều cung. Tham Lai đang là 47/52 dành cho khủng long. Chưa quản được nhiều dân của Gunny. Gunny đang quản lý bản đồ con là rất tốt. Mỗi chỗ anh cho 1-2 con cung R ra móc máy thôi. Như vậy là khủng long cũng không thể yên ổn mà làm ăn. Khủng long đang cố lừa một tên để bắt Gunny. Liệu có bắt được không? Gunny đang hit and run rất là tốt. Như vậy là khủng long đã chết bãi dân ăn hoang của mình rồi. Chết khá nhiều dân ăn hoang của mình và Tham Lai hiện tại chắc chắn là Gunny sẽ đang để. Một tình huống không để ý quân dành cho khủng long, thiệt hại dành cho cả đôi bên. Và như vậy Gunny đã dùng một tên cung lừa khác để công vào khu vực làm ăn này của khủng long. Một tình huống dương đông kích tây của Gunny. Tiếp tục ngây chờ nhà BA dành cho Gunny. Nhưng mà khủng long, thế đứng của khủng long đang là ở trên dốc và đấu tên này thì khủng long sẽ là người có lãi. Nhưng không, Gunny gọi thêm hội và khủng long đã phải rút lui. Tham Lai đang nhỉnh hơn một chút dành cho Gunny. Phải giữ tên cung này thật tốt, nếu không thì Tham Lai sẽ bị đề khá sâu. Khủng long chỉ còn duy nhất tôn cung này thôi. Toàn cung lờ thương binh. Như vậy là khó rồi. Những con cung lờ còn lại của khủng long toàn là những con cung lờ thương binh và Gunny tiếp tục đốt A tập thứ 2. Đây rồi, khu vực làm ăn mới của Gunny. Một chiếc BG và những chiếc ruộng được vẽ ra mới thôi. Xây những nhà BA mới dành cho khủng long. Gunny đang tách cung dở ra là rất khéo. Những địa điểm làm ăn của khủng long đều có bóng dáng cung dở Gunny. Và tiếp tục chia bay gỗ. Như vậy là tỷ số
là 1-2 dành cho Gunny. Một trận thi đấu mà Gunny là người sóc được đều cung R hơn và là người quản map tốt hơn. Anh ăn được nhiều dân hơn so với khủng long.